Mến chào anh chị nha. Anh chị nào đang tìm cho mình một cái căn nhà có sân trước để mình có thể trồng thêm cây cảnh á, và mỗi buổi chiều mình đi làm về á để mình có thể tưới tiêu á, thì anh chị mình cùng em tham quan cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Với cái mẫu nhà của mình á anh chị, với diện tích cực kỳ là rộng rãi luôn, ngang 6m, chạy sâu vào tận 22m luôn. Thiết kế cho anh chị mình một lối đi bên hông thông xuống sân sau luôn. Nhà thì đã có sân trước rộng rãi to đùng, hai bên thì trồng thêm hai cái tiểu cảnh cây xanh cho anh chị mình rồi. Đó, về quý anh chị mình về chỉ cần đi làm về và mình tưới tiêu chăm sóc nó thôi nha quý anh chị. Với mẫu nhà ngày hôm nay xây dựng một trệt một lửng nha anh chị, có 3 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh. Hướng nhà là hướng đông, pháp lý sổ hồng riêng mình đi công chứng sang trên trong ngày và cũng đã hoàn công rồi luôn. Nằm trên mặt tiền đường hẻm thông hai hướng nha quý anh chị. Hướng này nè quý anh chị, mình chạy thẳng ra khoảng 400-500m thôi là đụng ngay trục đường 85 gần ngã tư Phước Lý ra chợ Bình Chánh, thì mình đi đó tầm chỉ có 5 phút thôi. Hướng này thì anh chị mình có thể đi nói thông vào nhà người dân, trong đó thì dân cư ở cũng rất là đông. Và cái mẫu nhà của mình thì đường cũng rất là rộng rãi nha quý anh chị. Với cái mẫu này là bên đơn vị em vừa mới hoàn thiện xong luôn, thiết kế cực kỳ là dễ thương. Anh chị mình đừng vội lướt qua nha, hãy từ từ cùng em đồng hành và tham quan cái mẫu nhà ngày hôm nay. Và trước khi vào trong căn nhà thì bên đơn vị em cũng đã làm cho chị mình một lớp cửa cổng hai cánh nha, sơn tĩnh điện sắt rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Ở ngoài này vẫn có một cái tiểu cảnh cây xanh cho anh chị mình nữa nè. Căn này pháp lý sổ hồng riêng nên điện nước cũng đã vào chính thức hết rồi. Quý anh chị mình mua về chỉ việc thành mua về và mình xài điện nước á, chỉ việc thanh toán qua bên đơn vị nhà nước thôi nha. Và bên trong giờ trong căn sân này quý anh chị thì hai bên thì sẽ có hai tiểu cảnh cây xanh cho anh chị mình trang trí dựt hộp cho anh chị mình đi những cái hệ thống bóng đèn led cực kỳ là đẹp, ban đêm mở rất là sáng luôn nha. Và đây là cái mặt diện ngôi nhà của mình là quý anh chị, rất là dễ thương và đẹp luôn. Mẫu này là mẫu mới nhất năm 2024 nha. Bên đây thì sẽ có một cái lối đi bên hông cho anh chị mình nữa nè. Đó, nhà thì xây 5 thôi, còn chừa khoảng 1m để mình đi nối thông ra sân sau. Ở đây thì sân này thì cho con em mình vui đùa thoải mái rồi nha anh chị. Và di chuyển vào bên trong nữa sẽ cho anh chị mình lớp cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh với kính là kính cường lực rất là dày dặn và chắc chắn. Di chuyển vào bên trong á anh chị, một cái trang trí ở trong á rất là đẹp và sang luôn. Quý anh chị mình có thể xem sơ trên màn hình nè. Đó, tường rạch thì ốp dách PVC, giả gỗ, giả gan may, có kệ tivi đầy đủ cho anh chị mình. Bên đây thì bên đơn vị em sẽ tặng cho anh chị mình một bộ salon cao cấp ngay không gian phòng khách luôn. Ở đây vẫn ốp dách PVC nè, có lắp đặt những hệ thống bóng đèn led đó quý anh chị. Ban đêm mở rất là sáng. Ở trên là trần thạch cao, có những cái bóng đèn thòng xuống, pha lê xuống á. Đó, rất là xinh nha anh chị. Kế tiếp nữa sẽ cho anh chị mình ngay trên cầu thang thì thiết kế cho anh chị mình một cái hệ tủ dự họp ở khu vực đây. Đó, quý anh chị mình về có thể trang trí thêm. Và căn nhà của mình được bán với một mức giá tổng luôn chỉ đúng 2.650.000 thôi, vẫn còn được thương lượng trực tiếp mạnh mẽ ngay chính chủ nha anh chị. Anh chị mình mà đang tài chính tìm dưới 3 tỷ thì đừng nên bỏ qua cái mẫu nhà ngày hôm nay, rất là rộng rãi và thoáng luôn. Và đây là không gian nấu nướng sẽ tặng lại cho anh chị mình một bàn ăn 6 ghế rất là cao cấp luôn. Đó, đồ xịn không nha quý anh chị. Và không gian nấu nướng thì bên đơn vị em cũng đã lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới thôi. Bồng inox 304, mặt đá hoa cương dày dặn và chắc chắn nè. Ở đây thì thiết kế những hệ tủ nè, về anh chị mình có thể đặt khu vực tủ lạnh vào đây. Ở đây dưới chân cầu thang thì cũng có thiết kế những cái hệ thống tủ dược hộp với quý anh chị. Đó, đi những cái bóng đèn led rất là sáng luôn. Bên đây vẫn có hệ thống tủ dược hộp cho anh chị mình. Và sẽ có một cái cửa lùa qua sân bên hông, đối đi bên hông nè anh chị. Cửa lùa nha, cửa này thì với kính là kính cường lực và sắt sơn tĩnh điện. Ở đây thì mình nói thông ra sân sau và sân trước luôn. Đó, nói thông ra một cái căn nhà thiết kế rất là thoáng nha quý anh chị. Quy diện tích nhà của mình ngang 6m, dài tặng 22m, rất là rộng luôn. Mà anh chị mình á đang tìm hướng đông, đường thông hai hướng dân cư đông nữa mà gần trung tâm thành phố thì hãy liên hệ cho em và số em có để trên màn hình để anh chị mình có thể về đây khảo sát thực tế nha. Một cái căn nhà nằm gần ngã tư Phước Lý trên đường Lê Đức Thiện nha. Từ đây ra ngoài đó tầm khoảng 700-800m thôi nha anh chị. Và sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt trên chị mình, vẫn ốp dách PVC, hệ thống đèn thì lắp đặt đầy đủ rồi, trần là trần thạch cao, có hệ thống cửa sổ cho anh chị mình luôn. Và mình di chuyển xuống nữa sẽ là sân sau. Và không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị em cũng sẽ đặt ở sân sau ngoài này luôn, cho quý anh chị mình tiện sinh hoạt chung hàng ngày. Đây, đầy đủ công năng hết rồi, tường rạch ốp lát sạch sẽ nè, bồn cầu, bồn rửa mặt, gương đồ đầy đủ cho anh chị mình hết rồi. Ở đây thì mình có thể nói thông ra sân trước nha anh chị. Đây, ở đây thì có vòi nước nè, có ống cống đồ sẵn hết rồi. Đó, ở đây nói thông ra ngoài trước luôn. Một cái căn nhà pháp lý sổ hồng ghi
mình có thể đi công chứng sang tên trong ngay. Mà nhà thì cũng đã hoàn xong rồi, mà bán với mức giá nha, tổng nha quý anh chị, chỉ có 2.650.000 thôi. Tìm đầu ra quý anh chị, nhắc máy lên, gọi ngay cho em, và số em có để trên màn hình. Từ căn nhà của mình di chuyển ra chợ Bình Chánh thì mình đi đâu đó tầm khoảng 5 phút mình đi xe máy thôi quý anh chị, và mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi khoảng hơn 20 phút thôi, rất là gần trung tâm thành phố luôn. Và giờ em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên tầng gác lửng để mình tham quan nha. Và trên đây sẽ thiết kế cho anh chị mình sẽ là hai phòng ngủ và một không gian nhà vệ sinh và một không gian để mình có thể thờ ông thờ bà, trang nghiêm khu vực trên đây. Đó, trên đây thì cũng ốp dách BNC nè quý anh chị, có hệ thống cửa sổ cho anh chị mình. Ở đây thì tay vịn đã làm kiên cố hết rồi. Ở đây thì vẫn có bóng đèn chiếu sáng khắp hết nhà rồi nha anh chị. Qua đây nữa là sẽ là phòng ngủ đầu tiên. Phòng nào cũng rộng hết nha chị, rộng rãi sạch sẽ cho chị mình. Trần thì cũng rất là cao luôn, có hệ thống cửa sổ để chị mình lấy gió trời. Ở trên đây thì có hai phòng, ở dưới một phòng nếu mà gia đình mình có đông thành viên từ 4 đến 6 người về sinh sống rất là thoải mái luôn. Và đây là phòng thứ hai ở cuối dãy nhà nè chị, trần cao đáo, có hệ thống cửa sổ cho chị mình, có dây chờ máy lạnh rồi sẵn hết rồi nha. Và đây sẽ là không gian nhà vệ sinh được đặt ở phía bên ngoài cho anh chị mình tiện sinh hoạt chung. Cái mẫu nhà ngày hôm nay là cái mẫu nhà vừa mới hoàn thiện xong nha anh chị. Đó, hơi thiếu sót gì cũng mong quý anh chị mình thông cảm nha. Và giờ em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển về không gian tầng dưới, em sẽ nói lại giá này. Dạ, anh chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái đường đi và không gian trong căn nhà rồi. Và em cũng xin được nhắc lại với diện tích ngôi nhà ngày hôm nay là ngang 6m, chạy sâu vào tận 22m nha quý anh chị. Với công năng nhà của mình là xây dựng là một trệt một lửng, có 3 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh, có sân trước rộng rãi thông thoáng vô cùng và có sân bên hông, mình có thể nói thông ra sân sau luôn. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay mà mình có con em nhỏ về đây là cho con em nhỏ mình vui đùa thoải mái luôn nha anh chị. Với pháp lý nhà sổ hồng riêng đã hoàn công rồi, quê hướng nhà là hướng đông, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày và được bán với một mức giá tổng luôn, chỉ đúng 2.650.000 nha, vẫn được thương lượng trực tiếp mạnh mẽ ngay chính chủ nữa nha quý anh chị. Và căn này thì bên đơn vị em sẽ tặng full nội thất hết trơn cho cô chú anh chị mình luôn nha. Căn nhà của mình được tọa lạc là gần ngã tư Phước Lý trên trục đường Đinh Đức Thiện nha. Di chuyển ra chợ Bình Chánh thì mình đi đâu đó tầm khoảng 5 phút mình di chuyển thôi nha anh chị. Và anh chị đã xem đến đây, anh chị nào quan tâm và có muốn đi xem nhà thực tế thì cứ nhắc máy lên, gọi ngay cho em qua số em có để trên màn hình nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây.